18. Chị em đi uống cần có phải là né gọi đến xin lỗi em không? Thấy em đang nghe, không được, em không nghe đâu. Em không biết phải nói gì, chị nghe hộ em đi. Chị cứ bảo là em đang hôn mê bất tỉnh, đừng nói là em đã dậy rồi, làm ơn đi mà. Chị nghe giúp em đi. Bấm loa ngoài. Alo, tôi là Andy. Xin lỗi, bây giờ Tiểu Khu vẫn chưa tỉnh nên tôi giúp cô ấy nghe máy. Nếu cậu cần gì có thể lát nữa gọi lại. À không cần đâu, chị cũng vậy. Phiền chị giúp tôi chuyển lời. Tôi nhận được email của chị rồi, phiền chị giúp tôi xin lỗi Tiểu Khu. Chính là điều thứ 5, điều thứ 6 mà chị nói và tham chiếu điều thứ 3. Mong Tiểu Khu đề xuất điều kiện bồi thường. Quả nhiên là tôi không nhìn nhầm, cậu là một quân tử. Tôi nghĩ là tôi cũng nên xin lỗi cậu. Trước đó quả thật là xin lỗi, giúp Tiểu Khúc cùng ra tay đánh cậu. Nếu có thể tôi cũng có thể bồi thường trực tiếp thôi. Chuyện này không trách chị, là tôi có lỗi trước. Chị nói đúng. Bây giờ có thể ân tâm hợp nhất kiên trì làm Long Phượng Sừng Lân. Trước đó tôi không nói rõ mọi chuyện là tôi không đúng, chị không cần xin lỗi. Cảm ơn cậu đã thông cảm. Tôi thấy vẫn cần phải xin lỗi. Với cả lời xin lỗi của cậu tôi cũng sẽ chuyển lời đến Tiểu Khu. Nhưng vẫn còn một chuyện, cậu có biết vì chuyện này mà đã làm lỡ thời gian mua vé về nhà của Tiểu Khu không? Cho nên cậu có thể đền bù một chút không? Nếu cậu mua vé xe về nhà, phiền cậu mua cho Tiểu Khu một tấm, chi phí chúng tôi sẽ tự bỏ ra. Dĩ nhiên nếu cậu tự đi xe về, có thể đèo Tiểu Khu không? Chi phí chúng tôi sẽ chia đôi. Được, chuyện này để tôi nghĩ cách. Vậy tốt rồi. Được rồi, vậy chúng tôi chờ tin của cậu. Được nhá, bye bye. Em đã nghe thấy chưa? Cậu ta đồng ý rồi. Cậu ta đồng ý giúp giải quyết chuyện này rồi. Bây giờ vé xe khó mua như vậy, chị nghĩ là có một khả năng là cậu ta sẽ đi xe về và sau đó đèo cả em. Vậy Andy, những gì chị vừa làm đều là vì em. Chị Andy, chị tốt với em quá, em cảm ơn chị. Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ nắm bắt cơ hội lần này. Tay chị, em yêu chị. Tay chị, em yêu chị. Andy, nắm bắt cái gì? Khu quánh quánh, tôi cho cô biết, nữ truy nam cũng được, nhưng nữ bán nam thì không được. Cô không làm sai điều gì, cô đừng nghĩ mình thấp kém hơn người ta. Ứng cần là cái loại cứng đầu, nếu cô mà bám riết sẽ còn bị hắn xem thường nữa, biết chưa? Tôi biết ngay cô có thể làm ra cái chuyện dông ân phụ nghĩa này mà. Cô quên tối qua là ai đem thuốc cho cô à? Rõ là ai đã gầy bẫy giữ Ứng Cần ở lại một đêm. Cô đừng có tưởng sáng nay tôi đến gõ cửa là vì quan tâm cô. Nếu cô không khá lên một mình Ứng Cần lại không lo được cho cô, tôi có thể đưa cô đi bệnh viện. Nếu cô khá lên rồi thì vừa hay xảy ra chuyện gì đó với Ứng Cần thì tôi lôi anh đi đến làm chứng để Ứng Cần muốn chối cũng không chối được. Cô có biết là tất cả những gì tôi làm đều là để giúp cô không? Giúp cô, giúp cô. Biết không hả?
Cô gửi tin nhắn cho bác sĩ Triệu nói sẽ vạch trần tôi trước mặt anh ấy. Ôi, tôi biết đầu óc của cô lại nảy cơn khốn nạn. Ôi, nhưng cô không thể lúc nào cũng phớt lờ những việc tốt tôi làm cho cô. Chỉ nghe thấy mấy lời khó nghe tôi nhạo báng cô được. Làm người phải động não giàu. Ứng cần muốn chia tay với cô hoàn toàn là vì cô không phải là tiểu thư Khuê Các, không liên quan gì đến người khác, có hiểu không? Ở với người ngốc đúng là hết chịu nổi. Cô sao vậy? Được rồi, khu quánh quánh, được rồi. Hết cả hồn trời ạ. Em xem em. Được rồi, thôi, thôi. Được rồi, em mau đi đi. Nó vẫn đang ốm đi. Nhưng những gì em nói đều là thật mà. Vậy lúc em thất tình, bác sĩ Triệu cũng nói thật với em đấy thôi. Em cảm thấy như thế nào? Em đừng khóc nữa. Sao em lại là hàng xóm với cô ta chứ? Khúc Tiểu Tiêu, tôi ghét cô. Nhưng mà cô ấy nói cũng có lý mà. Chị Phan, chị Phan, chị Phan gọi này. Chị Phan. Dung nhỏ, em sao rồi? Đã đỡ chưa? Em đỡ nhiều rồi. Em còn vừa ăn một bát mì nhạt thết ở chỗ em đi. Hồi phục cũng kha khá rồi. Chị gọi em bao nhiêu cú? Sao vậy? Còn sớm như thế này? Điện thoại của em là hotline à? Ứng cần đâu rồi? Sáng nay anh ấy vừa về giao lại em cho chị anh đi. Chị Phan, chị nói xem em bị làm sao thế nhỉ? Sao cái gì đến tay của em cũng thất bại thế này? Dung nhỏ, em đừng nghĩ thế. Tính cách của em thẳng thắn, tấm lòng lương thiện, mọi người đều yêu em. Ứng cần đi trước không phải là lỗi của em. Em nghĩ mà xem, cậu ta có một cái gai trong lòng. Em không thể bắt cậu ta có một cái gai trong lòng còn phải ngượng cười với em được. Đợi cậu ta tiêu hóa xong không còn cái gai nữa thì sẽ tự trở về với em thôi. Em đừng có tới ngày chỉ nghĩ mình có thành công không. Yêu nhau làm sao lúc nào cũng xuôi chèo mát máy được, đúng không? Em đó cứ nghe chị đi. Ăn uống no nê, rồi ra ngoài tắm nắng, kiếm mấy tiểu thuyết ngôn tình đọc. Đừng có nghĩ dớ dẫn nữa nha. Lúc nãy chị em đi gửi một cái mail khuyên Ứng Cần về rồi. Ứng Cần xin lỗi em rồi. Bảo anh ấy không nên trách em. Không phải gái trinh còn nói là vào ngày lễ anh ấy đồng ý chở em về nhà. Thật à, thế thì tốt rồi. Cái email Andy viết chị cũng xem rồi. Trình độ của nó giống như là cái chương trình tin học mình học hồi nhỏ ấy. Chẳng trách là có thể thuyết phục được Ứng Cần. Thảo nào chị không thành công, quá ra là phương pháp, phương trình không đúng. Chị Andy lợi hại lắm. Chị ấy nói gì Ứng Cần cũng nghe, còn hiệu quả hơn em nói. Chị Phan, bao giờ thì chị mới về? Em nhớ chị quá. Chị về đây đi. Em làm gì vậy? Biến bực bội thành động lực để em khỏi phải không kìm được. Cầm cái búa đập lên đầu khu quánh quánh. Em đó, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Những thứ như tình yêu cũng giống như vậy thôi. Vừa chân hay không, chỉ có bản thân là biết. Như chúng ta ở bên nhau vậy, làm bao nhiêu người phải ngước mắt nhìn, đúng không? Phải rồi, quốc tế lao động, em có lịch trình gì không? Kiếm tiền. Thời gian còn lại đi chơi với anh. Thế thì tốt. Dịp này bố mẹ anh sẽ đến. Mẹ anh nghe nói là anh có bạn gái muốn gặp em. Mẹ của anh muốn gặp em à? Đúng vậy. Chỉ ăn một bữa với nhau thôi, đừng có căng thẳng. Em muốn ăn sốt gì? Sốt salad anh hay sốt cupido? Gì cũng được. Thank you.
Đúng là muốn chết. Phải đi làm từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần còn phải tăng ca. Cứ tưởng là qua được kỳ sát hạch là nhẹ người, ai ngờ còn mệt hơn. Ngưỡng mộ chị thật đấy. Còn có tâm trạng lo nghiệp vụ. Đúng rồi, chị đọc mail của chị em đi rồi. Thế nào rồi? Ứng tầng đã xin lỗi đền bù chưa? Nếu mà chưa thì chị thay mặt cho cả tầng 22 này kỳ thị hắn. Anh ấy không chỉ xin lỗi còn bảo sẽ đền bù em. Vậy thì tốt, quánh quánh. Lần này em tuyệt đối là đừng có kích động quá. Bằng không sẽ phá vỡ kế hoạch của chị Andy đấy. Em cũng chẳng thể nhúng tay vào được. Ứng cần hứa với chị Andy nói là quốc tế lao động sẽ chở em về nhà. Nhưng từ giờ đến ngày đó còn lại chưa đầy một tuần. Ngoài cách lái xe chở chị về ra, anh ấy còn có cách gì khác chứ? Chị xem đi, đường xa như vậy bọn em thế nào cũng phải nói chuyện. Em và anh ấy còn có cơ hội trở lại mối quan hệ như trước kia không? Quánh quánh, chị hiểu rồi. Mấy điều 1, 2, 3, 4 chị Andy vừa đề ra trước đó, mục đích chính là để ghép em và Ứng Cần, để cho hai người có cơ hội ở riêng với nhau. Nếu đã vậy thì lát nữa chị Phàn về, em hỏi thử chị Phàn dọc đường em cần đem theo những gì và chú ý những gì. Quan trọng nhất là làm thế nào để thông qua cơ hội này giải thích rõ hiểu lầm với Ứng Cần. Đợi chị Phàn về em sẽ hỏi chị ấy. Hỏi chị cái gì? Chị Phàn về rồi. Chị Phàn, mùng 1 tháng 5 Ứng Cần sẽ đưa em về quê. Dọc đường chúng em nhất định là phải nói chuyện. Em nên nói gì và nên chuẩn bị những gì? Trải qua vụ lần này thì em không biết phải nói gì với nấy nữa. Nhiều câu hỏi thế này phải trả lời từng câu một chứ. Thế chị nói lần lượt cho em đi. Mẹ anh trước kia là giảng viên đại học, bố anh là kỹ sư làm về cơ khí, vẫn luôn canh cánh chuyện anh không kế thừa sự nghiệp của ông ấy. Họ cứ tò mò cô gái nào lại là hàng phục anh được, cũng không nói gì, chỉ nói em rất đặc biệt, khác với các cô gái khác. Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao bắt mình trong thời gian ngắn như vậy tỏ vẻ nho nhã? Quánh quánh, em ra xem cửa chút đi có được không? Ai đấy? Mở cửa, tôi đây. Tóm lại cô đến cũng không phải để tìm tôi không có mở cửa cho cô đâu. Tôi đến để tìm cô đấy. Đến để tìm cô đánh nhau đấy. Sao hả, sợ rồi chứ? Đừng mắc bẫy, đánh nhau hả, tôi sợ cô chắc à. Tôi đánh với cô, được, được, được. Chỉ thật mệt quá. Quân tử không đấu với tiểu nhân nha. Tôi mặc kệ cô, nhưng không có nghĩa là tôi sợ cô. Tôi ghê hơn cô. Không cho cô vào, cô ghê, cô ghê. Tầng 22 có cô là ghê nhất. Tôi sợ quá, cô là lưu manh nhất. Cô tránh ra đi, cô lưu manh gì, cô lưu manh gì. Cô vô lại cô. Tôi gì mà tôi còn là cậu bé bút chì đây. Bút chì, quang quang, quang quang. Chibi Maruku-chan, quang quang. Tôi tìm cô này, tìm cô, tìm cô. Cô im đi, cô đến chỉ tổ gây rối thôi. Sao? Quang quang là thế này. Tôi nhớ lần trước cô nói là tôi phải học MMB gì gì đó. MBA. Cô đã đăng ký chưa? Vẫn chưa, nhưng tôi tìm rồi. Mấy hôm nay tôi đi công tác bận quá. Ngày mai là có thời gian rồi. Tôi định đi dự thính, học thử một buổi. Nếu như không có vấn đề gì thì tôi sẽ nộp tiền báo danh. Tôi đi cùng với cô nhé. Cô đi báo danh, tôi đi mặc cả. Để tôi gọi cho mấy đứa bạn chuẩn bị tiếp quản tài sản gia đình. Có thể nào cũng phải mặc cả được. Giá tập thể. Mụ cơm ba trong chuyện Lỗ Tấn nói là càng giàu càng ki bo. Thế thì sao? Không ki không giàu được. Không yêu tiền, không có tài vận. Cục cưng quang quang, cho tôi ngắm gương mặt bé nhỏ cưng cưng nào. Tránh ra đồ nữ lưu manh. Quánh quánh, có câu này
Bạn của kẻ địch cũng chưa chắc là kẻ địch, kẻ địch của kẻ địch cũng chưa chắc đã là bạn. Nếu chị trói em Khúc Tiêu Tiêu lại, vậy đêm nay chắc chắn sẽ buồn đến nỗi không ngủ được. Nhưng chị vừa nói chuyện với cô ta kịch liệt như vậy chính là đang đổ thêm dầu vào lửa. Em vừa mở miệng đã nói là cô ta thích làm loạn, kết thúc còn mắng quấy là đồ lưu manh. Chỉ có đoạn giữa mới nói mấy câu tử tế với cô ấy. Chị cũng không nghĩ bình thường em đối xử với chị thế nào. Chị như vậy là nghĩ oan cho em rồi. Có lý. Hình như là chị đúng là loại người lấy ân báo oán. Lấy ân báo oán không nghiêm trọng như vậy đâu. Em không biết. Hôm qua Tiểu Khúc mắng em ấy một trận, còn phủi hết trách nhiệm một cách sạch sẽ, nói dung nhỏ lấy ân báo oán. Nếu không cô ta cũng không có tức giận đến như vậy. Quánh quánh, xin lỗi. Hay là em đi nói chuyện với Tiểu Khúc. Có vấn đề. Bất thường. Chị rất bất thường. Chị bất thường đến mức khó hiểu, mọi người đều chê chị. Chị Phan, chị nói xem em bị làm sao vậy? Sao em lại như vậy? Dung nhỏ, em ấy tính tình thẳng thắn, gặp vấn đề tình cảm tâm trạng không tốt sẽ trút hết lên bạn bè. Nhưng mà bạn bè không phải cái hố cây. Em nói nhiều như vậy sẽ thấy rất phiền. Người bạn thật sự giống Quang Quang sẽ nói trước mặt em. Còn một số người không nói năng gì tiếp tục giúp em. Có một số người tính tình không tốt sẽ vừa giúp em vừa mắng em. Nhưng em nghĩ kỹ đi, mọi người đều muốn tốt cho em, có đúng không? Chuyện này em đừng vội kết luận sớm như vậy. Đợi đến lúc bình tĩnh lại, nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc sẽ trở nên rất là khách quan. Em cảm thấy sao em luôn không may mắn như vậy. Trước đây quản lý Bạch cũng vậy, bây giờ Ứng Cần cũng vậy. Em thật sự là không muốn giận lây bạn bè. Em cũng không muốn oán trách, nhưng em không kiềm chế được. Em không hiểu. Chị nói xem, em khó khăn lắm mới đuổi kịp Ứng Cần. Anh ấy thích em thích anh ấy, sao lại biến thành thế này? Bài học trước đây còn nhớ chứ? Con người đến bước đường cùng khó tránh khỏi suy nghĩ cực đoan. Nhưng càng vào lúc này thì càng nên suy nghĩ cho bạn bè. Đừng đợi đến lúc quan hệ rạn nứt mới nghĩ đến chuyện bù đắp, như vậy sẽ rất khó. Nói thì đơn giản, lúc làm mới khó. Con người phải tu luyện đến trình độ gì mới có thể khống chế được cảm xúc của mình? Khó lắm. Andy, hôm qua chị Phan đã dạy dỗ em rồi. Thời gian này đầu óc của em hồ đồ quá, tâm trạng bất thường, thường xuyên mắc lỗi với mọi người. Em thành thật xin lỗi, một câu xin lỗi với mọi người. Chị Phan còn nói với em là con người phải học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân. Không thể gì khống chế được cảm xúc của bản thân mà làm tổn thương những người bạn ở bên cạnh. Xin lỗi chị Andy à, nếu như sau này chị có thể thấy gì ở em thì chị có thể trực tiếp mắng em sẽ đều nghe lời chị. Không sao, em như vậy là tốt lắm rồi. Nhưng mà nếu mà em đã nói vậy, chị có hai đề nghị cho em. Có chút không dễ nghe, nhưng mà chị nghĩ em nên tin chị. Được. Thứ nhất, quan hệ giữa em và Ứng Cần, em không có lỗi. Thứ hai, Ứng Cần là một người tư tưởng khá bảo thủ. Vì vậy chị nghĩ nếu như mùng 1 tháng 5 hai bọn em muốn lái xe về nhà, cho dù là nỗ lực thế nào, cậu ấy sẽ không thay đổi thái độ với em đâu. Em phải có tâm lý chuẩn bị. Cảm ơn chị Andy. Chị Phan, lúc nãy chị Andy nói, chị nghe thấy rồi, nghe cả rồi. Trước đây chị đã nói sao? Phải học cách kiềm chế cảm xúc bản thân. Nào, hít thở sâu. Em kiềm chế, đừng khóc, đừng khóc. Khóc rồi lớp trang điểm sẽ xấu. Em không kiềm chế được bản thân. Em phải làm sao đây chị Phan? Được rồi, mau nghỉ ngơi đi.
Hello. Xin chào chủ nhân. Lần trước không phải đã nói với em rồi sao? Dành thời gian nghỉ lễ cho tôi. Em chỉ cần xách túi đi theo tôi là được. Tôi nói với anh lúc nào? Nghỉ lễ. Nghỉ lễ tôi muốn ở nhà ngủ. Cái gì ngủ à? Nhìn em này, ngủ 7 ngày à, em không làm gì hay hơn ngủ. Cái gì mà ngủ, đúng là em ở nước ngoài kiến thức mở mang. Nhưng mà giang sơn tổ quốc vĩ đại em vẫn chưa thưởng thức mà. Nhưng mà nghe nói, nghỉ lễ cho dù đi đâu, đều chỉ nhìn thấy đầu người, không có thấy phong cảnh. Ai nói vậy, nói linh tinh quá. Em chỉ cần xách túi đi theo anh là được rồi. Anh đảm bảo không có đầu người, chỉ có phong cảnh thôi. Nghe cũng được đấy. Thật ra thì bình thường trừ đi công tác tôi rất ít đi du lịch, vậy tốt quá. Anh luôn muốn tìm cơ hội góp phần vào ký ức của em. Em yên tâm, anh không chỉ biết ngủ, anh còn biết chơi, đảm bảo em hài lòng. Vậy tôi suy nghĩ đã, bây giờ tôi đang làm việc, nói sao nha. Bye bye. Xin chào, ai vậy? Xin chào, tôi là Ứng Cận. Tôi thấy thông tin liên lạc của chị trên thư. Xin lỗi, làm phiền chị. Tôi mua được vé rồi. Có thể nhờ chị giúp tôi đưa cho tiểu khu không? Hôm nay tôi rất bận. Sao cậu lại không tự đưa cho tiểu khu? Được rồi. Hay là thế này, lúc nào chị rảnh, tôi đưa vé cho chị. Vậy đi. Trưa nhé, giữa trưa tôi có một tiếng để nghỉ ngơi. Vậy được, chị gửi tôi địa chỉ. Trước 12 giờ tôi sẽ đến. Được rồi, tôi gửi cho cậu. Được, lát nữa gặp, bye bye. Tiểu Ứng, không ngờ cậu mua được vé. Sao lại là vé máy bay? Không phải là vé xe khách sao? Về Diêm Thành mà cũng như nhau thôi. Tính cách của tiểu khu cậu cũng hiểu. Con bé là người rất tiết kiệm. Nếu không phải cậu đột nhiên như thế, con bé đã mua được vé từ lâu rồi. Vé xe khách có hơn 100, vé máy bay những hơn 1.000. Nếu nó nỡ bỏ số tiền này ra, sẽ không nửa đêm chạy đến bến xe khách chỉ vì chuyện vé mà sinh bệnh. Cái này không cần cô ấy trả. Vé máy bay này tôi tặng cô ấy. Ăn cơm chưa? Cùng đi ăn đi. Không, tôi phải về. Vé này chị nhận là tôi yên tâm rồi. Cậu về cũng không kịp ăn cơm. Tôi không biết sự thật, lúc nãy nói chuyện có chút ép người. Cùng ăn cơm đi. Coi như là tôi xin lỗi cậu. Được, nhưng là tôi trả. Đây là tôi cảm ơn chị. Không cần khách khí như vậy đâu, đi thôi. Tiền cậu mua vé máy bay cho tiểu khu, tôi thay con bé trả cậu. Chuyện này tôi cũng có lỗi. Vé máy bay coi như là tôi tặng cô ấy. Không cần chị đưa. Giống hy vọng cậu có thể giúp tôi mua vé xe khách. Không ngờ cậu lại mua vé máy bay, là tôi hại cậu tốn tiền. Nhưng thật ra hai người lái xe về là đơn giản nhất. Nếu như hai người chia tay rồi, cho dù trong lòng có buồn đi nữa, cũng nên cắt đứt triệt để một chút. Tôi suy nghĩ rồi, đi cùng về không tiện. Trên đường hai chúng tôi biết nói gì, nên bỏ chút tiền ra mua vé máy bay cho cô ấy. Thật đáng tiếc. Chị vừa nói đáng tiếc. Ý gì? Có phải là cậu tưởng tôi định khuyên cậu không? Tôi không có ý định đó. Nói thật lòng, tôi đã ba mấy tuổi rồi. Ba mấy năm, tôi luôn rất khinh thường tình yêu nam nữ. Sau này tôi mới biết là một bài xích sinh lý ở trong ký ức mình. Tôi không chỉ muốn duy trì khoảng cách với người khác giới, với người cùng giới. Tôi cũng không thích bất cứ tiếp xúc cơ thể nào. Thật ra có rất nhiều người từng khuyên tôi, có rất nhiều người không hiểu tôi. Tôi đẩy ra hết. Bởi vì tôi cho rằng tôi có hệ thống tư tưởng của riêng mình. Vì vậy tôi tin cậu cũng như vậy.
Tôi tin là hệ thống lý luận của chị nhất định rất mạnh. Thật ra tôi tưởng rằng chị muốn dùng logic lớn mạnh của chị thuyết phục tôi về bên tiểu khu. Trước đây thì không có ai có thể thuyết phục tôi. Bởi vậy tôi cũng không nghĩ là tôi có thể thuyết phục cậu. Chuyện được chứng minh không thể thành hiện thực đối với tôi. Tôi không thể làm với người khác. Nhưng nói thật lòng, tư tưởng của tôi đúng là dần dần chuyển biến. Là bởi vì tôi quen những cô gái ở tầng 22 và những người thật sự quan tâm tôi. Cảm giác chuyển biến này quả thật rất nhỏ, rất khó giải thích với cậu. Nhưng mà tôi cảm thấy điều hạnh phúc là tôi không bởi vì hệ thống tư tưởng vốn có của bản thân mà bỏ lỡ bọn họ. Hơn nữa bọn họ rất nhẫn nại với tôi, cũng rất dũng cảm. Nếu không, nhiều năm sau tôi có thể sẽ phải nói với bản thân ở hiện tại một câu thật đáng tiếc. Vì vậy chị vừa nói đáng tiếc là vì như vậy. Tôi còn tưởng chị cũng giống chị Phàn, chạy đến thuyết phục tôi. Là trong tiềm thức của cậu muốn thuyết phục bản thân, nhưng ý thức cậu lại không dám thừa nhận. Từ việc cậu luôn hỏi tôi tại sao đã chứng minh điều này. Nếu không đổi lại tôi là cậu, đã chuyển ngay chủ đề từ câu đáng tiếc rồi. Chuyện vương vấn này đối với hai bên đều là hành vi không chịu trách nhiệm. Tôi sẽ không liên lạc với tiểu khu nữa. Tôi cũng nghĩ là không nên. Rút lại lời tôi vừa nói, xin lỗi. Tuyệt tình như vậy à? Xem ra một chút hy vọng cũng không có rồi. Cậu ứng cần này chặn hết các đường rồi. Vì vậy buổi sáng chỉ vì một câu của chị, Tiểu Khúc khóc thương tâm như thế. Tấm vé này đã chứng minh quan điểm của chị. Liệu nó có khóc thương tâm hơn không? Chị không biết phải đưa tấm vé này cho nó như thế nào. Như vậy chị về đưa tấm vé này cho em. Em thử nói chuyện với nó. Em giỏi nhất làm công tác tư tưởng cho người khác, giao cho em là ổn nhất rồi. Andy, cảm ơn chị. Đột nhiên cảm ơn chị làm gì? Cảm ơn chị không giận em, còn nghĩ ý kiến cho em. Chuyện hàng mẫu của Dương Bách Xuyên, em thực sự trách nghiêm bạn bè quá. Xin lỗi, đừng nói như vậy. Chị không trách em. Không sao là tốt rồi. Chuyện này giao cho em giải quyết. Được, lát về chị đưa vé cho em. Bye bye. Chị làm sao thế chị Phan? Chị vừa nghĩ đến là cảm thấy vô cùng buồn cười. Hôm nay chị thấy một trò cười. Trò cười gì thế? Một bà vợ gọi điện cho ông chồng làm lập trình viên, nói là lúc anh tan làm về nhớ mua về một nửa ký bánh bao, nhìn thấy dưa hấu thì mua một quả. Sau đó ông chồng lập trình viên khi về đến nhà thì mang theo một cái bánh bao về. Bà xã nhìn thì lại tức giận, sao chỉ mua có một cái bánh bao vậy? Em đoán xem ông chồng nói sao, nói gì? Vì anh thấy người bán dưa hấu. Ông chồng này giống anh ấy quá. Ai? Ứng Cần à? Đâu chỉ giống mà là y như đúc đó. Em biết không, Andy nói với Ứng Cần, cậu đã khiến cho Quánh Quánh bỏ lỡ thời gian mua vé xe rồi, cậu phải đền. Ứng Cần này tìm vé khắp nơi, cuối cùng cậu ta không tìm được nên mua vé máy bay. Trong đầu của cậu ta không hề nghĩ đến chuyện chở em, tự lái xe về quê. Vậy anh ấy quá kỳ lạ. Lập trình viên trong đầu đều chứa cái gì? Khi Andy đưa vé cho chị, cô ấy cũng chẳng hiểu. Chị liên kế chuyện cười này với chị ấy liền hiểu ra ngay rồi, hối hận lắm. Chị ấy nên dẫn dắt suy nghĩ của Ứng Cần về chuyện tự lái xe đi chứ, khiến cho người ta tốn tiền mua vé máy bay hơn 1.000. Ứng Cần nói tặng vé này cho em thể hiện tấm lòng và xin lỗi của cậu ấy. Cậu ấy cũng thật là giữ lời.
Với lại chứng minh là cậu ấy không qua loa với em. Thật sao? Tất nhiên rồi, nếu mà không thì tốn công làm gì? Cậu ấy có cảm tình với em đó. Andy nói ứng cần cương quyết không cần tiền, chứng tỏ cậu ấy để tâm đến em. Nhưng đáng tiếc quá, em không thể cùng về nhà với ứng cần rồi. Em đừng có nghĩ nhiều quá, về nhà nghỉ lễ đi, hai người bình tĩnh lại. Chỉ cần cậu ấy quan tâm có tình cảm với em thì hai người vẫn còn có cơ hội làm lành. Chị Phan, em nghe lời chị. Chị không hiểu, rõ ràng là ứng cần không muốn tiếp tục nữa, tại sao em lại còn lừa Tiểu Khu chứ? Người mạnh mẽ như chị đây không thể bị thất tình đánh gục. Tất nhiên chị không hiểu, nhưng người thường như bọn em đây chỉ muốn sống ngày tháng đơn giản hạnh phúc đã không dễ dàng gì, nhất là người như Quánh Quánh. Xem tình yêu là tất cả, nhất định con bé càng để tâm. Sắp đến quốc tế lao động rồi, em hy vọng con bé vui vẻ nghỉ ngơi ở nhà. Chuyện sau này thì để sau này tính. Cũng đúng, không cần để con bé thất tình nhanh như vậy, đẩy lùi vài hôm để con bé vui thêm được mấy ngày. Ý em là vậy đấy. Quốc tế lao động của chị tính sao? Bao Dịch Phàm đưa chị đi ngắm cảnh. Hay lắm. Chị là bạn gái Bao Dịch Phàm thật rồi à? Không có thật, thật sự không có, bạn bè bình thường thôi. Thật ra thì chị cũng không nghĩ nhiều như vậy, vì chị cảm thấy người này luôn có cách bám dính lấy chị, thuận theo tự nhiên thôi. Vậy anh ấy có biết? Biết cái gì? Chuyện nhà chị à? Chẳng nói gì với anh ấy cả, vì chị thấy sao chuyện với anh Ngụy, có những chuyện có thể không nói ra. Em thì sao? Quốc tế lao động về nhà với anh Vương à? Ông nội nấy đại thọ 80, anh ấy muốn về nên em tính tiện thể ngồi xe nấy về luôn. Gần đây Quánh Quánh luôn mất hồn, em thật lo cho con bé có chuyện. Em thấy là trên giá ứng cần đưa thì chuyến bay xuất phát lúc tờ mờ sáng ngày mai. Em phải đặt xe cho con bé để nó khỏi quên cái này cái kia. Không cần đâu, ngày mai chị dậy sớm lắm, chị có thể đưa con bé đi. Sáng mai chắc chị xuất phát lúc 1 giờ chiều, em đừng lo, để chị đưa cho. Chị đúng là cô gái thấu hiểu lòng người. Lần đầu tiên thấy có người nói chị như vậy. Nghỉ lễ về nhà, tính đi đâu chơi đây? Mệt, nằm ở nhà. Nằm ở nhà cũng tốt. Người nhà chắc chắn sẽ làm nhiều món ngon cho em ăn. Ăn gì cũng thế. Viêm Thành có xa không? Phải đi bao lâu? Gần một tiếng. Andy luôn cảm thấy bản thân là người lý trí đến mức lạnh lùng, nhưng về mức độ nào đó Khu Quánh Quánh đã thức tỉnh bản năng làm mẹ của cô. Nếu là lúc trước, cô ấy tuyệt đối không nói những lời dối trá này, cho dù là lời nói dối thiện chí. Nhưng bây giờ, sống trong tầng 22 Quan Lạc Tụng lâu rồi, Andy đột nhiên cảm thấy nếu có thể khiến cho cô gái này nghỉ lễ yên ổn, cô ấy bằng lòng vì tốt đẹp mà nói dối. Thank you.
Chị Phàng lúc đưa vé máy bay cho em, nói với em đây là ứng cần mua cho em, nhưng mà chị ấy không nói với em là ứng cần đã nói gì với chị ấy. Tấm vé này hơn 1000 tệ, đắt lắm. Chị Phàng nói ứng cần làm như thế là vì tốt cho em. Nhưng làm sao em cảm thấy anh ấy thà tốn tiền mua cái vé máy bay mắc như thế này cho em cũng không muốn gặp em. Em đừng có nghĩ nhiều nữa. Em đừng khóc nữa mà, chị cũng không biết an ủi người khác. Em đừng khóc nữa, em khóc thì mắt sẽ sưng đấy, về nhà sẽ khó coi lắm. Chị Andy à, cảm ơn chị đến tiễn em. Em đi trước đây. Dung nhỏ, ứng cần là đáng để chờ đợi mà. Ăn lễ vui vẻ nhé. Thật sao chị Andy? Chị nói là thật sao? Chị Andy, em yêu chị. Đi đây, tạm biệt. Tiểu Mỹ, trái cây rửa cả rồi, lúc chúng ta trên đường đi ăn nhé. Em làm gì thế, còn mang giày cao gót nữa? Lát nữa trên xe em sẽ rất mệt đấy. Anh không hiểu rồi, giày cao gót là sinh mạng thứ hai của phụ nữ. Em thà mệt chết em cũng không muốn. Em cũng muốn mất mạng. Xong rồi. Em đẹp không? Đẹp, em mặc gì cũng đẹp cả. Em thơm không? Cái này anh thích. Bác gái, bác gái, bác ngày càng trẻ rồi, khí sắc tốt quá rồi. Thế sao lần đầu con gặp bác, con cảm thấy là bác giống chị gái của Quang Quang con xem. Thật biết nói đùa mà. Lần này mẹ em thích nghe bác gái mới đến à? Hay là tối qua đến rồi à? Không phải là vừa sáng sớm mới đến lái xe xa như thế. Lần đầu bác lái xe xa như thế đấy. Giờ nghĩ lại còn chút sợ nữa. Cũng may là đến rồi. Bác à, qua dọn đồ cho con bé. Buổi tối chúng tôi sẽ về nhà ăn cơm tối. Lái xe đường xa như thế thật vất vả quá. Vào phòng Quang Quang nghỉ chút đi ạ. Phòng của đứa trẻ này gọn gàng lắm. Em ấy là cô gái không cần lo lắng nhất. Những người làm mẹ, bọn bác lúc nào cũng lo lắng cho chúng cả. Khi nào thì con làm mẹ rồi thì con mới biết thôi. Mau đi đi, đừng coi đây nói chuyện với bác nữa. Hôm nay bên ngoài kẹt xe dữ lắm đó. Thật sao các con đi trễ sẽ kẹt xe. Được rồi, vậy chúng con đi trước nhé. Tạm biệt chị Phàng. Quốc tế lao động vui vẻ. Tạm biệt giám đốc Dương, tạm biệt. Đi nha bác gái, tạm biệt. Tiểu Phàm này, cả người tỏa ra mùi nước hoa nặng chết đi được, con nói xem. Cả người mặc đồ cho nổi vào, cái này là nổi sao, thế này là đẹp sao? Con nói xem như thế này sao mà qua ải nhà chồng được chứ? Nhưng mà cậu kia nhìn rất lanh lợi được việc. Sao mà lại nhìn trúng Tiểu Phàm chứ? Hai người họ là bạn học cấp 3. Mẹ không phải nói với con ở đằng sau lưng không thể gièm pha người khác sao? Mẹ thế này không tốt lắm. Mẹ tám với con gái của mình không được sao? Mẹ là vì tốt cho con nghe thấy chưa hả? Mẹ nói với con đấy, con đừng có học theo Tiểu Phàm ăn mặc ra thế kia. Con xem đàn ông bây giờ, họ đều nói thích gái đẹp. Gái đẹp là gì? Người mà họ thật lấy về đều là người rộng rãi, khéo léo, có thể lo toan việc nhà. Có được không hả? Đứa nhỏ này, ba mẹ của nó, con nói xem, sao lại chẳng nhắc nhở gì nó cả, sao mà qua cái ải này được chứ? Mẹ, không thì thế này đi, mẹ ngủ ở phòng con tí đã. Mẹ ngủ lát sau, khi dậy, dù gì thì con cũng dọn dẹp đồ cả rồi, mẹ đến là để ngủ. Con xem phòng của con có mùi đấy,
Mùa hè thì mùa này càng nặng, mùa đông thì khỏi phải nói, lần sau mẹ sẽ mang con một cái máy điều hòa, phòng của con sạch lắm mẹ, mau ngủ một giấc đi. Mẹ làm gì thế, cái này không phải sạch lắm sao? Ra giường bị hầm rồi, cởi ra cho mẹ, đừng vướng tay chân mẹ, nó hầm cả rồi, mẹ phải giặt lại cho con. Đợi nghỉ lễ trở lại có thể xài đồ mới đúng không? Còn nữa, mang mấy bộ đồ màu sáng của con, màu vàng, màu hồng, màu trắng gì đó đều tìm ra cả cho mẹ, cáo sơ mi này của con và cổ áo nữa. Giặt máy cũng không sạch được rồi mẹ, mẹ ngủ một giấc đi, quần áo của con để con giặt, đi tìm đồ cho mẹ. Con cũng khỏi tìm nữa, ở đây cả chứ gì, con mau chóng tìm nơi bỏ ra cho mẹ đi. Đừng rầy rà nữa, mẹ dọn xong ngay thôi có được không? Được, được mẹ à, bộ đồ này đều ở trong tủ đây, để cả ở đó đấy, con đi đấy, đi đi. Mẹ làm đi nha. Mùi gì thế này, con nói xem, cái phòng này của con. Được, được, anh trực đi nha. Đúng lúc bên em cũng có chuyện phải làm rồi, đợi sau khi em bận xong sẽ ăn cơm với chú gì nha. Em không phải là căng thẳng chứ? Em yên tâm đi, ba mẹ anh rất dễ gần. Đùa gì chứ? Anh cũng không nghe ngóng xem Khúc Tiểu Tiêu em từ nhỏ đến lớn, em từng sợ ai sao? Được rồi, em bận xong thì báo anh một tiếng, anh chọn chỗ ăn. Được thôi, lát nữa gặp, tạm biệt. Tạm biệt. Đường tăng đáng chết, đường tăng thối. Anh xem em ngốc à, một người là giáo sư, một người là nhà thiết kế cao cấp, còn bảo ăn gì chứ, ăn cơm đâu chứ. Đây là đi tìm chết đấy mà. Giờ còn không chạy, đợi đến bao giờ? Ai sao đờ yên chinh, yêu khu quơ, cài gần xiên hồ, gần gia yêu tự xin đờ sàn. 是真的我爱闹的苹果有起有落执着柔软不示弱是真的